Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay kênh là TK Bonsai cũng có đến chỗ rất là quen thuộc, chỗ cây kiểng của anh Thắng ở thành phố Cần Thơ, và có review số cây kiểng và có báo giá luôn nè bà con. Rồi chào Thắng ơi. Chào anh Quốc, chào kênh là TK Bonsai, chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Thì hôm nay em xin bán sale luôn nghe cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0961160506, địa chỉ em là 23 Cách mạng tháng 8 Bình Thủy ha, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay em xin sale bông giấy nó còn cũng số ít này, em sale cho cô chú giao lưu cho cô chú chơi luôn ha, bao gồm phí ship luôn nha, giá sale đã bao gồm phí ship. Rồi cây số 1, cây số 1 cao của em nó là 90, tán ngang là 90. Rồi hoành thân em đo vị trí này là 20 ha. Dạ có củ đế đế quái rồi chú anh chị, để anh em ngồi lên luôn á. Rồi cái số 1 giao lưu giá là 1,2 triệu luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Em bao ship toàn quốc ha. Giá cũ lúc trước là bán là 1,6 triệu ạ. 1,5 triệu ha, hôm nay dạ. Còn 1,2 triệu ha. Dạ 1,2 triệu. Em bán cho cô chú giao lưu hết luôn. Rồi cái này cái số 2. Rồi. Cái số 2 nha chú. Cao của em nó là 95. Tán ngang là 65. Hoành thân em đo vị trí trên đây đi. Hoành thân là 15 nha. Hoành thân là 15. À, để các quái luôn. À. Rồi em cũng giao lưu đồng giá sale luôn ha, 1,2 triệu luôn ha cô chú anh chị. À, cây này cây ba màu nha cô chú anh chị. Giờ em bán lên bao nhiêu màu em bán bao nhiêu màu ha. Đây là lên ba màu, nó ba màu nha. Giao lưu ba màu. Rồi, tiếp tục là cây số 3. Rồi, cái này hai màu thì em giao lưu hai màu nha cô chú anh chị. Em bán sale luôn ha. Nó ghép thì nó ghép ngũ sắc mà thôi, mình lên bao nhiêu màu bán nhiêu màu. Cây của mình là ngũ sắc phải không? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, ngừng xếp ngũ sắc anh. Cao là 85. Tán ngang là 85. Nói chung là gốc Mỹ ghép Thái á. Rồi. Hoành em đâu vị trí này là 15. Dạ. Yeah. Rồi cái số 3 em cũng giao lưu với giá là 1,2 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Đặt sale này cô chú anh chị mua về là chơi là khỏe luôn nha. Chứ về việc chơi thôi. Sale gỗ giá nhưng là có đợt này thôi nghe cô chú anh chị. Rồi cái này lên được một màu em nói một màu ha. Ghép Thái nha chú chị, gốc Mỹ ghép Thái ha, dán bài ha. Rồi cao là 90, tán ngang 90, em đâu hoành thân. Hoành thân đây là 21. Dạ, yeah. Rồi cái số 4 nha chú anh chị. Rồi cái số 4 em cũng giao lưu giá là 1,2 triệu luôn nha cô chú anh chị. Em sẽ bao xếp đóng khung gỗ cho cô chú anh chị ha. Bao xếp toàn quốc luôn ha. Bao xếp toàn quốc ạ. Yeah. Rồi, tiếp là cái số 5. Lên 3 màu cho chú anh chị. Gốc Mỹ ghép Thái. Cao 1m, cao 90, tán ngang là cũng 90 đi. Rồi, em đâu hoành à, thân ạ. À. Hoành thân vị trí này là 15. Dạ. Yeah. Rồi cây số 5 cũng giao lưu với giá cô chú anh chị là 1,2 triệu ạ. Dạ, cây Mỹ này đi xa nó cũng lá nha cô chú, nhưng mà em bao sống hết nha. Rồi cây số 6. Số 6 ạ. À. Nó lên được 3 màu nha cô chú. À, cao là 90, tán ngang là 80. Một bên ha. Rồi em xin đo hoành thân. Hoành thân là 15 ha cô chú anh chị. Hoành thân 15. Dạ. Rồi cây số 6 em cũng xin giao lưu với giá là 1,2 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Giao lưu với cô anh chị về có để chơi luôn ha. Em sale, hôm nay em sale sập sàn luôn ạ.
Chỉ là lô này thôi nghe cô chú anh chị. Rồi. Khi rất đẹp cô chú, đế rất quái nè. Cao 1m1, tán ngang là 90. Cái này lên được 3 màu rồi nghe cô chú anh chị. Rồi, em xin đâu hoành thân ha. Cây này cây số 7 ha. Quỳnh 18 ạ. Dạ. Rồi cái này em xin giao lưu của cô chú anh chị là giá 1,3 triệu nghe cô chú anh chị. Rất đẹp. Khi mua cô chú anh chị nhớ cái ngày em lên clip giùm em nghe cô chú anh chị. Rồi cái này cái số 8 nha. À, cao 90, tán ngang là 80. Dạ, này lên được 3 màu rồi nghe cô chú, lên được 3 màu. Bây giờ bán cây Mỹ ghép Thái nha. Màu thì 3 màu, bán 3 màu nghe cô chú anh chị. Rồi xin đâu Quỳnh Thăng ha. Quỳnh Thăng ở đây là được 16 nghe cô chú anh chị. Rồi cái này cái đế nó bị chắc. À cái này là bao sống, cái này là nó khô thôi. Cái này là cây không sao hết, không có gì hết, bao sống luôn ha cô chú, nó bình thường thôi. Do cái nước này dưới này kia nó khô thôi, cây là sống khỏe rồi chú anh chị. Cái này là không ảnh hưởng, cái này là mình bươi trong là nó ấy, không ảnh hưởng không một gì hết nha. Rồi cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là giá 1,2 triệu luôn ha. Cái này là không sao nha cô chú anh chị, giấy Mỹ cô chú anh chị cắt ra chú dâm cũng sống nữa nha. Rồi cái này cái số 9 luôn. Rồi nó có số sẵn rồi. Cao 80, tán ngang là 80 luôn đi. Rồi Quỳnh Thăng em đo vị trí này, hai thăng nha. Là nó được 20 á, 20 quá rồi. Rồi 20. Rồi cái số 9 này em cũng lên được 1, 2, 3 màu nghe cô chú. Rồi em xin giao lưu với giá là 1,2 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Xem sập sàn luôn. Rồi xin cảm ơn. Số điện thoại của em là 0961160506 ha. Dường Kiển Ánh Dương ha. Hay là Thắng Nóng Lá nghe cô chú anh chị. Rồi cái này cái số 10 nghe cô chú anh chị. Số 10. À, cao 90, tán ngang là 90 luôn nghe cô chú anh chị. À, dáng rất quái luôn. Rồi em xin đo Quỳnh Thăng ha. Quỳnh Thăng vị trí này 14 nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái số 10 em xin giao lưu với giá là 1,2 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái này cái số 11 nghe cô chú. Dáng quái luôn, rất đẹp luôn nè. Cao 1m1, tán ngang là 90, lên được là được 3 màu nghe cô chú. Dạ. Rồi cây số này em xin đo Quỳnh Thăng vị trí dưới ha. Vị trí đây. Là 19. Quỳnh Thăng là 19 nha. Dạ, cái này em xin giao 11, em xin giao luôn với giá là 1,3 triệu nghe cô chú anh chị. Xe sập sà luôn, cây này bình thường em bán là đã 1,9, 1,8 triệu rồi đó. Rồi, nghe cô chú. Rồi, cái này cái số 10. Cây số 12. Rồi, 12 nghe cô chú. Cao 1m1. Tán ngang là 60. Lên được 2 màu, 3 màu, 2 màu nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Rồi em xin đo hoành ha. Cây rất quái rất đẹp luôn. Hoành đây là được 14 nha. Dạ. Rồi cây số 12 này em xin giao lưu giá 1,2 triệu luôn nghe cô chú anh chị. 1,2 triệu ha. Dạ. Rồi, cái này gốc bự này cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này cái số 13 nha. 13. Cao 90, tán ngang là 80. Em đo hoành ngay vị trí cổ bự này đi. Đo ăn gian được cái khúc này. Rồi, cái này em đo mình nó không là 21 nha cô chú. Dạ.
Rồi cây số 13 em xin giao lưu cô chú anh chị là giá 1,2 triệu luôn nha. Nó lên được màu rồi, hai màu. Dạ rồi nha cô chú, sale luôn, sale sập sàn nha. Đây hình thú luôn cô chú anh chị ơi, cây số 14 hình thú nha cô chú anh chị. Nè anh quay này, dán thú này nó cao là 90, nó ngang là 90. À, có hình thú nha cô chú anh chị. À, hoành thăng là 16. Dạ. Rồi, cây này em xin giao lưu với giá 1,3 triệu cô chú anh chị, lên được 3 màu rồi ha. Còn màu tím nữa. Tím và trắng. Rồi, vậy cô chú anh chị. Rồi, 1,3 triệu. Cây số 14 giá 1,3 triệu. Rồi tiếp là bông giấy cẩm thạch, ghép cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cái Mỹ, phôi Mỹ ghép cẩm thạch. Cây này cây số 15. À, 15. Rất đẹp luôn, cao 80, tán ngang 90. Hoành thang xin đo hoành thang ha, cây rất dài nha cô chú anh chị. Không một gì hết ha, cây này là bao sống bao khỏe cho cô chú anh chị luôn ha, bông lên ra cắt sung ha. Là 17. 17 đến 16 cũng được. Dạ, cây 15 này em xin giao lưu với giá là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Nhập cao bán cao, nhập thấp bán thấp cô chú anh chị ơi. Dạ, rồi cái này em xin giao lưu với giá 1,5 triệu ạ. Này là Mỹ ghép cẩm thạch tím nha cô chú anh chị. À, cao là 1m2. Rộng là 1m2. Hoành thang em đo rất là già cây nha. Hoành thang là 21 nha cô chú anh chị. 21, tán rất đều, này về là đang đâm nụ rồi nha cô chú anh chị. Màu tím. Rồi, cây số 13 đó. Này 16. Hả? Cái đó có 16 hả? Này 16 hả? Cái này cái 16 à. 16. Dạ cái 16 em giao lưu giá 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Rất đẹp luôn nè cô chú anh chị ơi. Rồi. À, cây 17. 17 cẩm thạch gấp tím luôn nghe cô chú anh chị. Dạ. À. Bọc nhiều ấy ha. Dạ này đâm nụ ra bông mà anh. Dạ. Xung. À, bông tím rất là đẹp nha. Tán rất dạ đều. Hoành chắc mười mấy quá. Rồi trên đâu hoành thăng ha. Này rất đẹp luôn. Hoành thăng là 17 ạ. Dạ. Hoành thăng 17 nha chú anh chị. Phôi Mỹ ghép cẩm thạch. Rồi cây 17 em giao lưu với giá 1,5 triệu đó nghe cô chú anh chị. Tàn rất dày nha. Rồi. Rồi cái này cái thẻ qua cây số 18. Cái này có thẻ qua em cạo ra cô chú anh chị nhìn nè. Này không phải mục luôn ha, em cạo tới da lớp xong trong đó nhưng mà em xử lý keo hết trơn rồi nghe cô chú anh chị. Này là xử lý keo hết toàn bộ rồi ha. À, không bao sống khỏe của chú anh chị, đâm chồi nảy lọc luôn ha. Chồi nhỏ nè. Dạ đâm được nhỏ nè. Rồi. Rồi, cái này là ghép trắng mà nó có lọt cái hường vô. Mà ghép mà chủ yếu là trắng hết nha cô chú anh chị. Tán rất đều. Đột biến hả? Cái này nó ra không hiểu nữa. Cái này là bông trắng đó. Dạ. Dạ, cây số 18. Cao là 80. Tán ngang là 90. Hoành thăng ngay chỗ trí này đi nha cô chú anh chị. Em bán xe cái này luôn cho chú chị chơi luôn nè. Là 17, 18 đến 17 thôi. Dạ. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị là giá 1,3 triệu luôn ạ. À. Em bán lấy vốn luôn ạ. Giá 1,3 triệu, cây số 18 giá 1,3 triệu nha cô chú. Cây độc biết này bữa giờ mà chưa ra được là nghe cô chú. Này em cũng theo luôn, cây số 19. Rồi, cây số 19. Cao 60, tán ngang 60. À, trắng nha cô chú anh chị. Rồi, em ra hoành. Đâm chồi nảy lọc, tốt quá. Rồi, hoành là được 16 luôn đó đây.
Rồi, 16. Cái này chưa có bông cô chú anh chị. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị là giá là 1,2 triệu luôn ha. Em sale luôn à, sập sàn à. Cho cô chú anh chị chơi. Rồi. Cái 19,2 triệu. Rồi. Tiếp là giấy Mỹ ghép hai màu, cẩm thạch hai màu nha cô chú anh chị. Đây là màu tím. Đây là màu trắng đang ra bông rồi. Cao 1m3. Tán ngang là 60. Hoành thân là được là 19. Hoành thân 19 nè. Rồi, cây số 20. 20. 20, em xin giao lưu với giá cô chú anh chị là 1,5 triệu nha. Rồi. 20. Chà nó chùm. Rồi, tiếp là em có cặp hồng này cô chú. À. Hồng này hồng phi điệp nha, thân gỗ. Hồng phi điệp ha. Phi điệp. Phi điệp. Dạ, dạ, bông rất thơm. Nãy hồi cây kia đây, cây này nó mới lên nụ nhiều anh Quốc ơi. Dạ. Nè, nụ nè, nụ nè, nụ nè, nụ nè, nụ nè. Nè Quốc. Rất đẹp. Dạ. Phi điệp này bán cặp luôn nha cô chú anh chị. Bấm khung gỗ cho cô chú anh chị luôn, bao ship toàn quốc luôn nha. Hồng phi điệp thân gỗ. Bông rất thơm, bông hồng hường. Dạ. Xin giao lưu với giá là một cặp là 3 triệu nha cô chú anh chị. Đây, cái phi đẹp này đây. Ây da, trời ơi. Chạy con mắt luôn. Rồi, đây cũng là cái đẹp. Bông rất sai rồi. Chạy con mắt rồi bà con. Rồi. Bông rất đẹp luôn nha cô chú. Ra nụ rất nhiều ha. Đó, em này bán cặp luôn nghe quý anh chị, về giao lưu luôn bán cho quý anh chị chơi luôn ha. Cặp này 3 triệu rồi, bà con mua một cây mình bán không? Một cây bán luôn, 1,5 triệu. Cây thì 1,5 triệu ha. Dạ, mà mua cặp để mình chơi cho đẹp, để xong giờ mình thấy xứng đầm. Dạ. Cái này hồng á mình nó dễ bị gẹt sáp mà con mua gẹt sáp về mà con xịt mình em ha. Dạ. Là cây sống khỏe ha. Rồi. Rồi. Tiếp là em sao trang luôn cô chú chị ơi. Nè em cắt tỉa rồi nhưng mà em sao luôn. Cây này là cây số 21. Trang này. Gì à? Trang đỏ lá chung. Trang đỏ nhung mấy người chú anh chị. Một cốt ha. Thoát thân cao ha, thoát thân 60. Tán ngang giờ hiện tại nó chắc được 60 quá. 60. Thoát thân là cũng là 60 này nghe cô chú anh chị. 60. À. Vành. Vành này bán cây đi, nhiệm đo hạo một cây trước là 7. Rồi, cây này em bán sale luôn, thường em bán là 1,3 triệu, giờ hôm nay em ra sale luôn 1 triệu cô chú anh chị luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. À, cây rất già anh chị, cũng năm 4 cũng là gần 4 5 tuổi rồi nha. Thấy em mà cũng 5 5 tuổi rồi đó, gần khoảng đó. Cây 22. Cao là 80. Thôi bây giờ em đo bán cây đi. Cây cũng đều đều. Cây 22 cũng dạ, cây 22 cũng giá là 1 triệu luôn. Cho cô chú anh chị dễ chị lựa. Dạ. À. Này về mình đã vô dĩa mình đợi ra chi tàn ha. Cây em ra chi tàn hết rồi. Trời ơi rồi. Rồi. Cây 23. Cây 23. Rồi cô chú về vô dây bẻ lại giùm em ha. Rồi cái 23 cũng giao lưu giá 1 triệu cô chú anh chị. Bông nó thật sự là rất to á. Dạ để. Nhưng mà tại này nó chưa nở hết. Dạ, chưa nở hết rồi. Rồi em xin giao lưu giá 1 triệu luôn nghe cô chú. Thoát thân cao 80 ha. Rồi cái này em tỉa nè, tỉa lâu tỉa được 2 tuần nó ra lên cái gì nè. Rồi cái số 24.
Rồi, 24. Rồi, 24 này em cũng giao luôn giá là 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. À, cốp nè. Mình thân này có đế hết trơn nè. Có cây con luôn ha. Cây con nào đế tới ngoài luôn á. Tại nó già lắm mà tao đưa vô đây thì nó vậy thôi. À, này em lấy nhiều nhiều lắm giờ em còn được 7 cây. Giá 1 triệu, cái 24 giá 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây 25. 25 cũng giá 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Đây, cho coi con vòng coi đế luôn anh quá. Này nó bằng cái viết à. Dạ, cũng khoảng 6-7-8 nha bà con. Đúng rồi, nè, có củ đế nè. Nè. Dạ. Chứ không phải không. Ừ. À, chưa tí đi. Rồi, cây số 25 này cũng giao lưu với giá là 1 triệu cô chú. Cây 26. Rồi, cây 26. Gấp mà đen quá. Cái này có gốc bự. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cái 5 năm tuổi thì nó khoan gì à. Rồi, cái 26 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là giá 1 triệu luôn ha. 26. Rồi. Rồi, cây ăn vàng hả cô chú anh chị? Cây ăn vàng là cây cuối cùng hả cô chú anh chị? Là cây số 27. À. Thoát thân 85. Bình thang trăm mấy luôn, ghê quá. Bình thang là 11. Dạ. Rồi cái này em xin giao lưu giá 1 triệu rưỡi cho chú anh chị. Cây rất to. Dạ. Cũng là cây cuối luôn á. Cây cuối clip à. Rồi số điện thoại của em là 0961160506 ha. Rồi cô chú anh chị thì xem kênh thương tình ủng hộ cho em luôn ha. Cây em bán thì giá hữu nghị cho cô chú anh chị chùm chơi. Và cảm ơn lời TK Bonsai đã chia sẻ tới bà con cô bác trên mọi miền đất nước ha. Nhờ thế mà cây cảnh ở miền Tây chúng em có thể giao lưu được toàn quốc ha cô chú anh chị. Xin cảm ơn ạ. Rồi, chào anh Thắng luôn. Rồi, kênh là TK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.